Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 8 tóc cần có hiệu lực KHF cứ khoảng 10 đô cho giá ngày các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video Matram bấm nút start chat chatbot các bạn. Con này chạy trên nền tảng BB Smart Chain nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm vào continue các bạn lướt cấp trang các bạn. 33 cộng 1 bằng 34 các bạn. Rồi thì nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn join kênh group kênh seller nữa nè các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang các bạn, khoan để mình xóa một con nữa các bạn. Rồi mình join sao nữa các bạn, khoan để mình tìm của mình là 5 cộng 1 bằng 6 cộng 5 bằng 11 các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Mấy join sao group, rồi mình đã join sao group rồi các bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục các bạn join kênh seller nè. Rồi các bạn join sao nữa các bạn, n nữa ta. Rồi các bạn join sao kênh seller xong thì bạn mới đắp lên các bạn. Thì nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn follow tờ Twitter và retweet share pinbot nữa các bạn. Nhiệm vụ tờ Twitter nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like và trích dẫn bị viết ra game các bạn. Like nè. Trích dẫn tờ tweet các bạn tan vài người bạn của mình vào nữa các bạn. Rồi bạn bấm tờ tweet lên nè. Hoặc các bạn có thể bấm test like cũng được nữa các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè các bạn. Follow tờ tweet and the tweet support. Rồi tiếp tục các bạn bấm xôn xào kênh này gấp của nó, mấy kênh xăm hồi của nó các bạn. Rồi cái này mình đã kiểm tra cho vào những kênh seller của nó thì bấm xong hết bấm don các bạn. Rồi bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm chết bà, hồi nãy các bạn retweet các bạn nhớ copy hashtag này các bạn. Đây mình đã tweet lại các bạn. Để mình copy hashtag lại các bạn. Nãy nó không nói mình không có biết hashtag. Rồi mình vào tờ Twitter mình hoàn tất tất lại thôi các bạn. Rồi các bạn trích dẫn cái tờ tweet nha các bạn. Các bạn dán hashtag ở vào đây nè các bạn. Rồi các bạn tweet lại nè các bạn. Rồi xong sau khi các bạn tweet lại xong thì các bạn bấm. Các bạn gọi là username tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng win về này là hát kín nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục bấm don. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BC chạy trên nền tảng BNB Smart Chain thì các bạn mở địa chỉ chocolate cho mình ra nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ Safiban cũng được nữa. Rồi các bạn tìm địa chỉ Smart Chain nè các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn mở đẹp lực. Các bạn gửi cho bot này bạn. Rồi tiếp tục các bạn việc lấy con ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân người ta các bạn. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 0.3 tập cần KXF. Ok vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 8 tập cần KXF đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo cho mình nhé.